kính chào quý vị và các bạn. Mưa khả năng sẽ xảy ra từ giờ cho đến ngày mai cho khu vực Thừa Thiên Huế đến Nghệ An. Trời sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm, có những nơi mưa trên 200mm. Và với dự báo mưa như thế này thì không bằng đợt trước. Thế nhưng trên nền đất đá đã bở rời thì sạt lở đường giao thông hay là sườn đồi núi rất dễ sẽ xảy ra và gây khó khăn cho việc cứu hộ, cứu nạn cũng như là khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Còn về diễn biến của cơn bão số 8, trong chiều nay nó đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và sau đó dự báo nó sẽ còn tiếp tục suy yếu thêm. Còn về cơn bão Molave đang ở vùng biển phía đông của Philippines, dự báo là vào ngày mai bão sẽ đi vào khu vực Biển Đông và trở thành cơn bão số 9. Các chuyên gia nhận định đây là một cơn bão mạnh và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực đất liền các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ vào thứ tư tuần sau. Sức ảnh hưởng của cơn bão này khả năng là sẽ tương đương với bão Damrey năm 2017 đã từng gây ra thiệt hại nặng nề cho khu vực Nam Trung Bộ. Còn đối với khu vực Tây Nguyên, tạm thời trong ngày mai thì mưa dông khả năng sẽ vẫn xảy ra chủ yếu là về chiều tối. Diện mưa thì rải rác và hầu như không có điểm mưa to. Còn từ sáng đến đầu giờ chiều thì trời vẫn sẽ có nắng, với nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột hay là Gia Nghĩa 28 đến 31 độ, riêng đối với Đà Lạt thấp hơn 26 độ. Chuyển sang thời tiết biển, nhiều khu vực có thời tiết bất lợi, trong đó huyện đảo Hoàng Sa vẫn sẽ có mưa rông, gió khoảng là cấp 5, từ chiều mai mạnh lên là cấp 6, giật cấp 8. Đối với vùng biển quanh huyện đảo Trường Sa cũng sẽ có mưa rông, cần phải đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho các thành phố Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai.